Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Tủ sắt Z 28, bí mật Hồng Kông, chương 7. Văn Bình quan sát Silop từ đầu xuống chân. Mới xa nhau một thời gian ngắn mà chàng thấy hắn già khọm. Hắn cố tỏ ra còn trẻ với cái cà vạt màu đỏ chói lọi và bộ âu phục may đúng thời trang bằng hàng lụa đắt tiền, nhưng vẫn không giấu được những nếp nhăn trên trán, ở đuôi mắt và mái tóc điểm xương non nữa. Hắn cũng không giấu được những cử chỉ cứng ngắc tố cáo hắn là cựu quân nhân. Thật vậy, Silop là cựu võ quan cấp tá của Hồng quân. Văn Bình không biết rõ cấp bậc của hắn, nhưng dường như hắn là đại tá. Đại tá nghĩa là cao hơn chàng một cấp, vì chàng mới đeo lon trung tá. Nhờ bộ óc thông minh và tháo vát, Silop đã làm nhiều vụ kinh thiên động địa trong thời gian được đặc phái tại các nước Đông Âu. Một tay hắn đã tiêu diệt hệ thống do thám đắc lực của Tây Phương ở Tiệp Khắc. Sự hiện diện đột ngột của Silop không làm Văn Bình lo sợ. Nếu hắn là nhà thiện xạ trăm phát trăm trúng, thì Văn Bình cũng không kém tài, chàng lại còn trội hơn hắn một điểm, chàng ít tuổi hơn và quen với nếp sống hoạt động hiểm nghèo. Ngồi bàn giấy đã lâu, họa hoàn mới hạ sơn, xông pha hòn tên mũi đạn, Silop khó có thể chiếm được thượng phong khi đối mặt với Văn Bình. Vì thế, chàng nhoẻn miệng cười, trong mắt chàng lóe sáng một ánh sáng ngạo nghễ. Silop ném mẩu thuốc đang cháy dở xuống đất, đoạn quắc mắt dằn từng tiếng. Văn Bình, giờ chết của anh đã điểm, lần này thì anh đừng hòng thoát chết như những lần trước. Văn Bình bật ra tiếng ồ kinh ngạc. Chàng nghĩ rằng Silop chưa có đủ bản lãnh đánh chàng ngã. Nhưng chàng đã lầm. Từ góc phòng vọng lại tiếng lách cách đặc biệt. Đó là tiếng đạn nhảy vào nòng Tiểu Liên. Văn Bình nhìn về phía có tiếng động. Ánh thép của khẩu Tiểu Liên tối tân sáng ngời dưới ánh đèn neon. Chàng nhận ra khuôn mặt gớm ghiếc của gã cầm súng. Ngón tay mềm mại đặt trên cò, chứng tỏ hắn là kẻ sử dụng Tiểu Liên lần nghề. Trong khi ấy, Silop cũng lẹ làng rút khẩu súng bóng loáng. Hắn nói bằng giọng thật nhỏ nhẹ. Anh còn đợi gì nữa? Giơ tay lên. Văn Bình ước lượng bằng mắt. Silop đứng cách chàng một mét. Nếu chàng bước lên hoàn tay, chộp được khẩu súng và xoay thân hắn ra làm mộc, thì tên cầm Tiểu Liên sẽ không dám làm gì chàng. Nhưng chàng chưa kịp phóng người ra đằng trước, thì cảm thấy đỉnh đầu đau nhói. Văn Bình ngã khuỵu, rồi chàng không còn biết gì nữa. Yvonne bớt phập phồng khi nhìn thấy Văn Bình bước xuống đò máy. Nếu trời không tối, ai nhìn kỹ mặt nàng cũng sẽ khám phá ra hai gò má đỏ ửng trong một vẻ thẹn thò đặc biệt. Nàng mới xa Văn Bình có một ngày mà có cảm tưởng như cả năm. Lòng nàng xôn xao nhiều cảm giác khác nhau khiến nàng không còn nhớ đến chứng bệnh ung thư bất trị của nàng nữa. Khi tàu cập bờ ở Hồng Kông, nàng vẫn thấy Văn Bình lẽo đẽo theo sau tuy hành khách đông nghẹt. Liếc nhìn Alan, nàng lấy lại bình tĩnh. Vẻ mặt vênh váo của hắn chứng tỏ hắn chưa biết bị Văn Bình bám sát. Nhưng khi đến gần khách sạn và bị Alan kèm lại trước tủ kính rực rỡ ánh sáng của tiệm bán máy ảnh, Yvonne mới biết rằng mình đã lầm. Nàng thoáng gặp một cử chỉ đầy bí mật của Alan. Nàng đoán biết Alan ra hiệu cho đồng lõa ở sau lưng Văn Bình. Linh tính có chuyện chẳng lành, Yvonne vội vã tiến về phía Văn Bình. Nàng thấy rõ hai tên cao lớn lăn xả vào người chàng. Nàng há miệng toàn kêu, song Alan đã chặn cổ nàng, kèm theo lời đe dọa lạnh buốt như nước đá. Ngậm miệng thì sống, Nancy. Nàng đành phải thở dài khuất phục. Dù sao địch cũng chưa phăng ra nàng là Nancy giả hiệu. Địch vẫn đang cần nàng, chi bằng cứ theo chúng rồi đến đâu hay đến đó. Một khi còn cần nàng, địch chắc chưa dám thủ tiêu Văn Bình. Alan đẩy nàng lên chiếc xe hơi sơn đen. Đây là lần đầu nàng ngự xe Rolls Royce. Nàng vốn thích xe hơi, và giấc mộng thường ngày của nàng là làm cách nào để sắm chiếc xe chứa thật nhiều mã lực. Hầu ban đêm dưới trăng vàng rực rỡ, nàng có thể phóng trên 100 cây số một giờ, miệng ca hát những điệu ái tình muôn thuở. Nàng thích xe Rolls với cảm tình pha lẫn kính nể. Xe này do Anh Quốc chế tạo, dành cho Hoàng gia Anh và một số ít nhà đại phú trên thế giới. Yvonne vốn mê hình dáng cao quý và nghiêm nghị của nó, nhất là những bộ phận tiện nghi ở bên trong. Từ điện thoại liên lạc với tài xế, đến máy ghi âm gắn ở chỗ tì tay với những cái nút bằng gỗ quý. Yvonne đã toại nguyện. Nàng được ngồi xe Rolls,
Chỉ khác một điều là nàng không được tự do, phóng tầm mắt lơ đãng qua kính, nhìn thiên hạ hai bên đường. Alan ngồi bên cạnh, không quên cảnh cáo. Một lần nữa tôi nhắc lại, bà phải tuân lệnh, nếu bà kêu dầu là một tiếng nhỏ, tôi sẽ dùng võ lực. Yvonne đáp giọng mỉa mai. Ông thừa biết tôi chỉ là đàn bà yếu đuối. Alan làm tin, chiếc xe rôn lăn quanh một hồi rồi xà hết tốc lực về hướng Tây. Tuy đã ghé thăm Hồng Kông nhiều lần hồi còn con gái, và ngay cả sau khi lấy chồng, Yvonne chưa quen lắm với tháng tích ở trên đảo. Ông Hoàng đã bắt nàng học thuộc lòng một cuốn cẩm nang do sở biên soạn về Cảng Thơm. Nàng còn được xem nhiều phim màu và đen trắng và nghe những bài ca điệu nhạc địa phương, đồng thời thưởng thức những món ăn độc đáo chỉ được nấu tại đó. Xe hơi đang lên dốc giữa một rừng ánh sáng muôn màu, lòng nàng bỗng buồn rời rợi. Nếu xe chạy thẳng rồi rẽ sang bên phải, nghĩa là lộ trình ngày xưa nàng từng đi qua sẽ đến đại lữ quán Hilton, nhà thờ, khu dân thự chính quyền và đường công viên dẫn đến trạm xe điện treo núi. Đỉnh núi cao hơn mặt biển 500 mét, con tàu kỳ lạ lên xuống từ cuối thế kỷ trước đến nay đều đặn, không hề gặp tai nạn. Trước khi mắc bệnh ung thư ruột, nàng qua Hồng Kông lên đỉnh núi với một người bạn gái. Tự nhiên người bạn thở dài, ao ước con tàu treo bằng dây cáp thép này đứt tuột và rớt xuống. Lý do khiến người bạn chán đời là: chị ơi, trong đời cần nhất là tình yêu. Mình không còn tình yêu nữa, thà chết cho rồi. Và chết như thế này sướng hơn. Trước khi chết còn được ngắm vũ trụ bao la, biển cả mênh mông và thiên hạ ở dưới chân. Nói là làm, người bạn gái yếm thế này đã bỏ đi đâu biển biển. Có lẽ đã chết rồi, giờ đây chỉ còn lại Yvonne. Đúng, không còn tình yêu nữa thì chết cho rồi. Nàng mắc bệnh nan y, song nàng đang còn tình yêu, mối tình với Văn Bình Giác 28. Câu nói khô khan của Alan đã lôi nàng trở về với thực tại phũ phàng. Phiền bà luôn cái này vào đầu. Đó là một cái túi da đen. Yvonne không phản đối vì biết có phản đối cũng vô ích. Chụp bao bố là biện pháp an ninh thông thường, ngăn ngừa đối phương phong ra xào huyệt của mình. Bà có hút thuốc không? Alan hỏi. Yvonne gật. Alan đánh diêm châm thuốc rồi cắm vào miệng cho nàng. Luồng khói quen thuộc thấm vào buồng phổi làm nàng khoan khoái. Dầu bị bịt mắt kín mít, nàng đã đoán ra đó là thuốc ken, loại thuốc mà nàng ưa thích. Sàn xe trở nên nghiêng nghiêng, nàng biết là xe đang lên dốc. Nếu nàng không lầm, Alan đang dẫn nàng đến gần khu Elberdin. Bánh xe nghiến mặt đường lạo xạo, tài xế chạy chậm rồi ngừng hẳn. Alan cất tiếng, đến nơi rồi, bà có thể gỡ túi vải. Yvonne phải nheo mắt để tránh những tia sáng chói lọi. Nàng đang ở bên trong một tòa biệt thự rộng mênh mông, trước mặt nàng là hòn giá sơn, trồng toàn kỳ hoa dị thảo và hồ nước thả cá vàng. Những ngọn đèn neon từ trên chiếu xuống, sáng đến nỗi nàng thấy rõ từng sợi rong bể và từng cái đuôi óng ánh của bầy cá nhỏ nhắn xinh xẻo. Alan dắt nàng qua một hành lang sâu thẳm, thắp đèn sáng trưng. Nàng có cảm tưởng là chủ nhân đang mở cuộc tiếp tân sang trọng, ở đâu cũng thấy đèn, duy chỉ khác một điều là ngôi nhà vắng tanh. Yvonne nghe rõ tiếng gió đêm từ ngoài thổi vào. Alan đẩy cánh cửa bằng gỗ quý vào một phòng khách to lớn, trang trí bàn ghế và tranh ảnh đắt tiền. Tuy không sành hội họa, nàng vẫn có thể ước lượng những bức họa lập thể ký tên Picasso treo la liệt trên tường, trị giá trên $1,000,000 Hồng Kông. Alan mời nàng ngồi xuống ghế salon lùn thấp, bọc da báo rằn ri. Một á sẩm đon đã chạy ra, Alan hỏi bằng tiếng Tàu. Ông chủ đâu? Á sẩm đáp. Ông chủ dặn chờ một lát. Đoạn quay sang Yvonne, á sẩm hỏi. Chào bà dùng gì tôi bưng lên hầu. Alan xen vào. Nếu có thể chỉ mang cho ít rượu mặn. Á sầm rón rén đi ra ngoài. 2 phút sau, á sầm đẩy vào một cái xe nhỏ bằng sắt sơn trắng, trên đặt hàng chục chai rượu đắt tiền. Nhìn thấy, Yvonne sốn cả mắt. Á sầm khoan thai xui xâm banh, ly rót rượu toàn bằng hàng pha lê, thứ pha lê đắt tiền, phải thừa riêng mới có. Bình đựng nước đá và cái nắp nước đá đều bằng vàng khối. Cả muỗng quấy rượu cocktail cũng làm bằng vàng. Yvonne còn đang bối rối. Á sầm đã bưng ly xâm banh tận miệng nàng. Đĩa lót ly rượu cũng bằng vàng, tất cả đều bằng vàng. Alan mỉm cười bảo nàng, bà sừng sốt phải không? Chẳng riêng gì bà, mọi người đến đây đều lắc đầu lè lưỡi. Rồi bà còn sẽ kinh ngạc nhiều hơn nữa, nếu bà làm cho ông chủ vui lòng. Bà sẽ được ở trong căn phòng mà giường ngủ bằng vàng, chậu rửa mặt buồng tắm đều bằng vàng. Yvonne uống một hơi hết ly rượu sâm banh, Alan rót thêm cho nàng. Không cần tôi giải thích, hẳn bà đã biết. Lát nữa bà sẽ được giáp mặt, ông chủ. Đây là vinh dự rất lớn, tôi không nói sai. Tôi làm việc ở đây đã lâu, mà thỉnh thoảng
đôi khi hàng tháng trường mới được ông chủ gọi tới. Còn bà mới đến nơi mà ông chủ đã để ý. Bà đừng dại bỏ lỡ cơ hội tốt. Ông chủ rất tử tế, rất rộng rãi nhưng cũng nghiêm khắc mỗi khi tình thế bắt buộc. Yvonne hỏi với giọng ngây thơ. Các ông đưa tôi đến gặp ông chủ để làm gì? Alan cười. Bà cứ đùa mãi. Tôi mời bà đến đây để hỏi thăm về đồng chí Leonid. Yvonne nín bặt. Leonid. Leonid là ai mới được? Từ khi rời tàu ngầm, nàng đã được ông Hoàng nói đến nhiều tên. Nhưng đây là lần đầu nàng nghe tên Leonid. Tiếng giày lộp cộp từ ngoài đi vào. Alan đứng thẳng trong dáng điệu kính cẩn và sợ hãi. Ông chủ là người tàu, lai Tây Phương. Bộ mã to lớn và bệ vệ, mái tóc cắt ngắn làm nổi bật vầng trán rộng và cao. Cặp mắt sáng quắc như điện, cái cằm vuông vức báo hiệu một tâm tính quả quyết và gan góc. Hắn không già cũng không trẻ, trong cách ăn mặc thượng lưu, bộ comple xanh nhạt cắt đúng thời trang, cái cà vạt trắng điểm hoa cà trên nền sơ mi lông trắng. Hắn chỉ trạc độ 45 là cùng, những nếp nhăn ở đuôi mắt và những sợi tóc bạc hai bên màng tang lại tố cáo hắn trên ngũ tuần. Gặp Yvonne, hắn đứng lại nghiêng đầu chào một cách lịch sự, không khác gì vương tôn thi lễ quận chúa. Hân hạnh chào bà. Yvonne chìa bàn tay, hắn cầm lấy hồn, đoạn ra lệnh cho Alan. Cho anh ra ngoài. Trong salon rộng mênh mông, chỉ còn lại Yvonne và người đàn ông bí mật. Hắn rót thêm sâm banh cho nàng, rồi nói tiếp. Mời bà uống ly nữa, rồi ta bàn chuyện. Chắc bà mệt lắm, xin lỗi bà vì không có cách nào mời bà đến, nhã nhặn hơn. Dọc đường, nếu bộ hạ của tôi có xúc phạm, xin bà thẳng thắn cho tôi biết. Tôi sẽ không ngần ngại trị tội chúng. Yvonne nói. Thưa ông, họ đối với tôi rất tử tế. À, vậy thì tôi có thể yên lòng. Bà ghé đảo vào hồi nào? Câu hỏi khách sáo của hắn làm nàng rùng mình. Nàng có cảm giác như mỗi tiếng nói là một mũi dao kề vào ngực. Nàng đáp rụt rè. Thưa, tôi mới đến hồi chiều. Lại hút thuốc lá, lại uống sâm bần. Yvonne liếc trộm chủ nhân. Mặt hắn vẫn thản nhiên, không lộ một vẻ gì khác lạ. Nàng chưa phải là điệp viên lặt nghề, nhưng ít ra đã học qua những lớp huấn luyện căn bản, nên đã biết sự nhã nhặn kia chỉ là thủ đoạn mật ngọt chết ruồi. Nếu cần, mắt hắn sẽ quắc lên và đỏ ngầu như máu. Bàn tay trắng trẻo vung ra, có thể đánh vỡ sọ một con bò mộc. Yvonne im lặng hồi lâu, gã đàn ông cũng im lặng nhìn nàng. Trong cái nhìn của hắn, nàng đọc được một cái gì quyến rũ say sưa, khiến nàng phải quay đầu ra chỗ khác. Dường như hắn muốn kéo dài không khí im lặng để nàng có đủ thời giờ ngắm nghía đồ vật đắt tiền trong phòng. Lát sau hắn mới nói. Trước khi đến đây, chắc bà đã nghe Alan nói về tôi. Tôi rất hào hiệp với những ai thành thật cộng tác và tôi tin bà sẽ là một trong những người như vậy. Yvonne vẫn im lặng. Gã đàn ông thượng lưu nói tiếp. Tôi sẵn sàng trả giá rất cao. Bao nhiêu tôi cũng mua, miễn bà nhận lời. Thế nào bà Nancy? Bà nghĩ sao về đề nghị của tôi? Nghĩ mãi, Yvonne mới tìm được một câu trả lời thích hợp. Thưa ông, tôi sợ lắm. Bà sợ Leonid ư? Đừng sợ, đã có tôi. Tôi sẽ có cách làm cho hắn không thể nào đụng được đến người bà. Tôi đề nghị với bà $5,000. $5,000 Mỹ không phải là đô la Hồng Kông đâu. Bù lại, tôi chỉ yêu cầu bà một việc. Bà trao cho tôi những tài liệu mà bà sắp trao cho Rousseloup. Máu nóng chạy rần rần lên thái dương. Yvonne đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng bỗng nhớ lại vở tuồng mà ông Hoàng đã tập cho nàng đóng thuần thục. Nàng bèn mỉm cười, một cái cười tính toán đúng với bản chất ham lợi của cô gái nuốt lửa Nancy. $5,000 à thưa ông? Phải, $5,000. Bà chê ít sao? Thưa, ông đã biết rất rõ giá trị của tài liệu ấy. Bà quả là người có óc thương mại. Văn kỳ thanh, bây giờ mới kiến kỳ hình. Mới thấy được tiếng đồn không ngoa. Người ta báo cáo là bà tính toán tiền bạc thật giỏi. Quả là thế, $5,000 bà chê ít. Tôi xin trả gấp đôi, nghĩa là $10,000. Yvonne vẫn mỉm cười. Đề nghị ông trả thêm vài tiếng nữa. Gã chủ nhân nhăn mặt. Cái nhăn mặt đầu tiên, $10,000 bà vẫn chưa chịu. $10,000 đã là quá nhiều, tôi không thể trả thêm được nữa. Yvonne nói. Nếu tôi nhớ không sai, hồi nãy ông vừa hứa sẽ trả với bất cứ giá nào tôi đòi hỏi. Tại sao bây giờ ông lại kêu đắt? Gã chủ nuốt nước bọt. Không, tôi không bảo thế. Tôi không thể trả thêm vì ở đây không có đủ tiền. Điều này không đáng ngại. Nếu ông cho phép, tôi xin lấy tạm mấy bức tranh sơn dầu Picasso treo trên tường. Gã chủ xua tay. Không được. Yvonne nhún vai. Đáng tiếc. Tôi tính nhầm hai bức họa Picasso trong phòng này có thể đem bán $200,000-$300,000. Chẳng giấu gì ông. Riêng việc lập hệ thống lấy tin ở Đông Nam Á, tổ chức của tôi đã mất trên 5 triệu Mỹ Kim. Nói cách khác,
muốn có trong tay các tài liệu tối mật mà ông đang cần, ít nhất phải chi 5 triệu đô la. Gã đàn ông ngẩn người khi Yvonne nói đến số tiền khổng lồ 5 triệu Mỹ Kim. Yvonne đòi hỏi thật nhiều, chẳng phải vì ông Hoàng dặn nàng. Ông Hoàng chỉ dặn nàng tìm kế trì hoãn mỗi khi gặp trường hợp khó xử. Yvonne mới biết được một phần điệp vụ, nàng có bổn phận phải tuân theo chỉ thị của Văn Bình. Nhưng chỉ thị nào, Yvonne vẫn chưa biết, bắt buộc nàng phải kéo dài thời gian, hầu giúp Văn Bình phăng ra tòa biệt thự bí mật. Như nàng đã đoán trước, gã chủ trợn mắt. Bà nhất định đòi 5 triệu. Thưa, tôi đâu dám tham lam quá mức. Đó là tôi muốn ông lưu ý đến mức độ quan trọng của tài liệu này. Về phần tôi chỉ xin một món tiền nhỏ. Bao nhiêu? Thưa, 1 triệu đô la. Nói xong, Yvonne nhẹ cả người. 1 triệu đô la, vị chi là 100 triệu bạc Việt Nam. Trong đời nàng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một số tiền lớn như thế. Đối với nàng, 1.000 đô la đã là nhiều lắm. Với số tiền ấy, bé Hồng có thể ăn học đến nơi đến chốn và nàng có thể thảnh thơi bước sang thế giới bên kia. Gã chủ lẩm bẩm, 1 triệu đô la, bà đòi tiền Hồng Kông hay tiền Mỹ? Thưa ông, đô la Mỹ. 1 triệu đô la Mỹ, tôi đào đâu ra số tiền khổng lồ ấy bây giờ? Bà quả là người không muốn hợp tác. Ông lầm, tôi rất muốn hợp tác với ông. Nhưng đã là mua bán, phải có sự mặc cả. Và sự mua bán phải đúng với thực giá của món hàng. 1 triệu đô, tuy là nhiều nhưng xét kỹ, vẫn còn là một giá rất hời. Bà có thể bớt không? Thôi được, để chứng tỏ ý chí hợp tác của tôi. Nhưng cái đó còn tùy. Tùy hoàn cảnh là ông có thẩm quyền trả tiền hay ông chỉ là trung gian. Tôi không có quyền xuất ngân 1 triệu đô la. Tôi sẵn sàng nghe điều kiện của ông. Tôi chẳng có đề nghị nào cả. Tôi chỉ muốn nhắc bà rằng, già néo thường đứt dây. Bà đòi hỏi quá lố, tôi không thể chấp thuận. Và bất đắc dĩ, tôi phải dùng phương pháp khác. Nghĩa là ông dọa ra tấn tôi để cướp tài liệu ư? Thưa bà, trong trường hợp thương lượng tan vỡ về mặt tiền bạc, tôi sợ rằng không còn lối thoát nào ổn thỏa hơn. Yvonne cười nửa miệng. Ông đã nói vậy thì thôi, tôi không điều đình với ông nữa. Ông muốn làm gì tôi thì cứ làm. Bà đừng dại dột vô ích. Phu chun này có đủ thủ đoạn để bắt ép kẻ gan góc nhất phải tuân lệnh. Hân hạnh, bây giờ tôi mới biết được tôn danh ông là phu chun. Phu chun rít hơi thuốc lá. Tôi xin nhắc lại, 30.000 đô la gấp 3 lần khoản tiền dự định. Đây là con số cuối cùng. Nếu bà từ chối, tôi phải dùng phương pháp mạnh. Ông cứ dùng phương pháp mạnh, như thế ông sẽ tiết kiệm được 30.000 Mỹ Kim. Bà không cần dạy, tôi cũng biết. Mời bà cho biết ý kiến dứt khoát về đề nghị 30.000 đô la. Ông đặt tôi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tôi muốn 1 triệu, ông chỉ trả số tiền chết đói 30.000, nghĩa là 3% số tiền tôi muốn có. Ông lại không cho tôi cái quyền được từ chối. Vậy tôi chỉ cần một cách, xin cho tôi một thời gian để suy nghĩ. Bà muốn suy nghĩ đến bao giờ? Xin ông 24 tiếng. Nhiều quá. Từ giờ phút này đến chiều mai, thế có được không? Cũng nhiều quá, tôi chỉ có thể dành cho bà 1 giờ đồng hồ. Đã thế thì thôi, tôi không ngoan cố như ông tưởng. Tôi rất muốn thỏa thuận, nhưng tôi phải có thời giờ tính toán lợi hại. Đây là đề nghị chót, thời hạn từ giờ đến sáng mai. Thôi được, cứ như thế, nội đêm nay thì được. Phù Chùn vỗ tay, Á Sấm chạy vào đợi lệnh. Phù Chùn nói, đưa bà ta lên phòng số 1. Yvonne đứng dậy. Phu Chun cầm ly sâm banh sùi bọt áp lên môi, chờ nàng đi khuất khỏi cầu thang mới nấc một hơi cạn. Leo hết cầu thang, Yvonne đặt chân lên tấm thảm 34 bằng len cừu ngũ sắc. Sự trần thiết trong cung điện của xứ ngàn lẻ một đêm cũng chỉ nguy nga đến thế này là cùng. Á Sầm mở cửa phòng, một căn phòng rộng thênh thang, tường mùng đêm, ánh sáng đều có một màu hồng nhạt. Yvonne sững sờ một phút như lạc vào cõi thiên thai. Trên tường, trước mặt nàng uốn éo bức tranh một thiếu phụ khỏa thân, suối tóc dài bao phủ những kho tàng quý giá. Yvonne nhận ra chữ ký của danh họa Picasso. Thì ra, tòa biệt thự này là viện triển lãm tranh Picasso. Bàn ghế tủ giường đều bọc formica màu hồng. Thậm chí cái lược, bàn chải đánh răng, chậu sứ rửa mặt cũng màu hồng. Chẳng nói chẳng rằng, Á Sấm cáo lui. Yvonne ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu cho đỡ mệt. Chuông điện thoại reo nhẹ nhẹ, nàng nhận ra giọng nói quen thuộc của Alan. Chào bà, ông chủ dặn tôi săn sóc bà thật chu đáo. Nếu bà cần gì xin cứ nhấc điện thoại, chúng tôi sẽ làm bà vừa ý ngay. Sáng mai đúng 8 giờ, tôi sẽ đến hầu chuyện bà. Yvonne buông thõng. Cảm ơn ông. Nàng gác điện thoại. Sau khi cởi áo ngoài sửa soạn đi nằm, bỗng nàng đau nhói trong ruột. Từ chiều đến giờ, trải qua nhiều giây phút căng thẳng, nàng đã quên bẵng chứng bệnh nan y của mình. Giờ đây,
Yvonne có cảm giác ruột nàng bị cắt thành nhiều đoạn. Nàng nén chặt bụng, mồ hôi ướt đẫm áo lót, nghiến răng để khỏi thốt lên tiếng rên đau. Chưa lúc nào nàng chán đời bằng lúc này. Nàng chỉ mong Phu Chun phăng ra nàng là Nancy giả hiệu để tặng nàng băng đạn tiểu liên phủi sạch nợ đời. Nàng run rẩy mở ví tay, ống thuốc ngủ cực mạnh bắn rơi tung tóe những viên tròn trắng trên nền vải giường màu hồng mát dịu. Nàng nuốt luôn hai viên, đoạn nằm ngửa lên nhìn trần phòng. Trong giây lát, giấc ngủ đã đến với nàng. Văn Bình hé mắt nhìn nền xi măng ướt át. Chàng chống tay trên vũng nước bẩn thỉu, hai mắt còn hoa, đầu còn nặng như đeo táng chì. Văng vẳng tiếng của xi lốp. Văn Bình, giờ tận số của anh đã đến. Mình sắp chết rồi chăng? Văn Bình nhủ thầm. Bao năm dọc ngang, chẳng lẽ đây là chuyến đi cuối cùng của đời chàng? Lát nữa chàng sẽ lẵn viên đạn 9 ly vào giữa tim. Đối với tay bắn đại tài như xi lốp, chỉ cần một viên đạn là đủ. Thu toàn lực vào chân, Văn Bình đứng dậy, nhưng chàng lại loạng choạng ngã ngồi. Xi lốp rú lên cười sang sặc. Văn Bình, anh kiệt sức rồi à? Một chậu nước nữa đổ xuống mặt chàng, hơi lặn làm Văn Bình tinh hẳn. Mở mắt chàng thấy xi lốp chống nặng trước mặt, dáng dấp kiêu hãnh. Hai thuộc viên của hắn cầm súng đứng bên, miệng phì phèo điếu thuốc to tướng. Một điệu nhạc cuồng loạn rót vào tai chàng. Quan sát đồ đạc chung quanh, Văn Bình vụt hiểu. Chàng vẫn còn ở trong phòng Yvonne, trên khách sạn Pen. Xi lốp mở máy thâu thanh thật lớn, là để che lấp những tiếng động trong phòng. Nếu vậy, có lẽ chúng sắp sửa tra tấn mình, Văn Bình lại nghĩ. Tay chân chàng ê ẩm lạ thường. Chàng nhớ lại, chàng đã bị đánh bất ngờ vào sau gáy. Nghĩa là chàng chỉ có thể đau đầu, không lẽ nào lại đau cả tứ chi. Có lẽ trong khi chàng bất tỉnh, Xi lốp đã sai đàn em đánh đòn hỗ trợ, cốt làm chàng kiệt sức. Chờ Văn Bình ngồi vào ghế, Xi lốp thong thả nói. Chúng mình là bọn nhà nghề, nên miễn nhập đề dài dòng mất thời giờ. Tôi chẳng cam kết gì với anh. Sợ anh nghi tôi man trá. Dĩ nhiên, đã đến trình độ như anh, thì có dỗ dành hoặc hăm dọa cũng bằng thừa. Nên tôi không dùng hai thủ đoạn tầm thường ấy. Dù sao tôi cũng mong anh khai thật, bằng không tôi phải mang anh vào phòng giải phẫu. Văn Bình đã biết Xi lốp nói là làm. Hắn thừa rõ chàng sẽ ngậm miệng, nhưng nếu hắn đưa chàng lên bàn mổ, lưỡi dao tài tình của nhà giải phẫu điệp báo có thể sẽ moi móc hết những bí mật giấu kín trong tiềm thức của chàng. Văn Bình hỏi hắn, anh muốn gì đã? Xi lốp nghiêm giọng, số phận của Rusolov. Rusolov đã chết rồi. Nếu hắn còn sống, tôi đã chẳng hỏi anh. Hiện nay hắn ở đâu? Văn Bình cười nhạt, ở dưới âm ty chứ còn ở đâu nữa, không lẽ hắn ở với tướng Rubo? Tái mặt, Xi lốp dằn từng tiếng. Anh đừng đùa, đây không phải là lúc làm trò cười. Câu hỏi của anh quá ngớ ngẩn, không cười sao được. Đàng hoàng là trưởng ty AU như anh mà không tìm ra được xác Rusolov ư? Trả lời đi, tôi không có nhiều thời giờ. Nếu tôi trả lời, anh sẽ xử lý với tôi ra sao? Tôi chắc anh đã đoán được, tài giỏi như anh, cơ quan gián điệp nào cũng phải khai thác. Tôi sẽ chờ anh về mặt tư khoa. Lần trước tôi bắt anh tại Hà Nội để mang về Liên Xô, nhưng anh đã lập kế trốn thoát. Nhưng còn lần này... Anh đã cam kết không biết là lần thứ mấy. Đây là lần chót trong cuộc đời do thám của anh. Nào, yêu cầu anh trả lời. Tôi đang chờ anh đây. Nhân viên của anh sang phòng bên cạnh sẽ thấy xác Rusolov. Ai đã giết hắn? Anh vẫn đặt ra những câu hỏi khờ khạo, không để ý đến giọng giễu cợt của chàng. Xi lốp hỏi tiếp. Có nghĩa là chính anh đã giết Rusolov. Văn Bình lắc đầu. Xi lốp lại gắt. Tôi biết là anh sẽ chối, cũng như anh sẽ chối là đã không bắt giữ Nancy. Văn Bình không còn ngạc nhiên khi mới tái ngộ Xi lốp. Chàng đã bắt đầu hiểu. Xi lốp được AU phái đến Hồng Kông cùng Rusolov với nhiệm vụ liên lạc với Nancy. Ngờ đâu nàng lại mất tích. Xi lốp đột nhập vào phòng Yvonne sau khi nàng xuống bến tàu sang bên kia đảo, và Xi lốp ngờ chàng bắt cóc người đàn bà hắn dự định tiếp xúc. Văn Bình lại lắc đầu. Mặt Xi lốp đỏ ửng như gấc, hắn đang tức giận cực độ. Văn Bình phân trần. Biết anh không tin, nhưng tôi vẫn nói. Nhưng sự thật là thế. Sự thật là tôi không mảy may dính dáng gì đến cô gái mang tên Nancy. Một tổ chức nào đó đã bắt nàng, không phải là tôi. Xi lốp bung tay tát Văn Bình. Chàng nghiêng đầu né tránh. Một thuộc viên của Xi lốp giáng bá súng lục vào xương sườn chàng. Máu chảy rì rỉ thấm ướt áo sơ mi của chàng. Xi lốp ra lệnh cho thuộc viên. Tước ngay súng của hắn. Cẩn thận, hắn không phải là võ sĩ tầm thường.
Văn Bình nhoẻn miệng cười ra vẻ đắc ý. Tôi đã nói là trong mình không có mẫu sắt nào mà anh không tin ư? Dẫu cho tôi có súng, các anh tới ba người mà tôi chỉ một. Ba người đánh một, anh làm vậy, tên tuổi anh sẽ bị chôn vùi. Tên cầm súng nhổ nước miếng vào mặt chàng. Cầm miệng đi kẻo chết đòn. Hắn vừa nói hết câu, bàn tay cứng như thép của Văn Bình đã phang giữa miệng hắn. Chàng nghe một tiếng rắc khô khan, ít nhất là hai cái răng cửa gãy đôi. Văn Bình bình thản nhìn miệng hắn đầy máu. Silov nhìn Văn Bình ra tay, không giơ súng dọa cũng không can thiệp. Chờ đâu đấy xong xuôi hắn mới cất tiếng. Anh to gan thật, dám hành hung nhân viên của tôi mặc dù tính mạng anh không bằng con cá nằm trên thớt. Văn Bình cả cười, đó là lỗi tại anh. Chẳng qua anh không dạy chúng kỹ thuật cầm súng khi đứng trước Z-28. Với hai tay súng tập sự này, anh đừng hòng giải tôi ra khỏi khách sạn. Silov nhún vai. Anh quên là còn có tôi nữa. Rồi chỉ ra cửa. Tôi không có thời giờ bàn chuyện phím với anh. Mời anh ra trước. Tôi nhắc lại, anh đi giữa, nhân viên của tôi kèm hai bên. Nếu anh có cử chỉ khả nghi, bắt buộc tôi sẽ khai hỏa. Nếu tôi không lầm, anh rất yêu đời. Nghĩa là không dạy gì rước lấy cái chết vô ích. Văn Bình khoan thai bước ra hành lang. Silov đút hai tay vào túi quần, lặng lặng theo sau. Giờ này, ngoài hành lang khách sạn đã vắng. Văn Bình giơ ngón tay nói với Silov. Rusolov đang chờ anh trong phòng này. Silov nghiến răng ken két. Anh đừng vội hợp mình. Rồi đây anh sẽ không được chết êm ả như Rusolov đâu. Nói trước để anh sửa soạn. Anh sẽ bị móc mắt, cắt lưỡi, xẻo mũi, nhổ răng và ném xuống hầm chứa kín lửa. Anh sẽ bị kiến rỉa dần, hàng tuần, có khi hàng tháng mới chết. Văn Bình phì cười. Silov tài chân thực mùi mẫn hết chỗ chê. Anh có đặc tài về tiểu thuyết, sao lại không chuyển sang nghề viết lách, còn bám lấy cái nghiệp bất đắc kỳ tử này làm gì? Riêng tôi rất thích những trò hành hạ của anh. Còn gì thú hơn được nằm một mình dưới tầng hầm, tâm sự với bầy kiến lửa phải không, đồng chí Silov? Nhưng anh ơi, tôi sợ người có diễm phúc ấy lại là anh, chứ không phải tôi. Bà Silov khá đẹp đấy anh nhỉ? Silov chĩa súng vào ngực Văn Bình, như thể sắp lấy cò, nhưng chỉ một tích tắc đồng hồ, hắn ta đã trấn tĩnh lại được ngay. Văn Bình vừa đánh thức một kỷ niệm chua cay ở Hà Nội. Hôm ấy, Văn Bình bị bắt trong khách sạn Metropole. Silov giải chàng xuống cầu thang. Nửa chừng, hai người đã gặp một thiếu phụ đẹp tuyệt vời. Thiếu phụ này là vợ của Silov. Thấy nàng, Văn Bình buông lời chọc ghẹo. Và kỳ lạ thay, nàng đã không lấy gì làm giận, lại còn hoan hỉ. Silov không thể nào quên được cái nhìn đắm đuối mà vợ hắn đã trao cho Văn Bình khi chàng thanh niên lẳng lơ này giơ tay vẫy ở lưng chừng cầu thang. Và đêm ấy, vợ chồng hắn đã cãi nhau một trận kịch liệt. Silov ghét cay ghét đắng Văn Bình. Nếu mà có quyền, hắn đã ăn tươi nuốt sống chàng. Nhưng Văn Bình là kẻ thù quan trọng, hắn phải giải chàng về cho cấp trên định đoạt. Tuy ngoài mặt buông lời cợt nhã, trong lòng Văn Bình vẫn lo âu. Chàng biết Silov từ lâu nên sẽ hết sức thận trọng. Chàng phải thoát thân mới có hy vọng tìm ra Yvonne. Nhưng thoát thân bằng cách nào? Silov bấm nút gọi thang máy. Cửa thang máy mở ra từ từ. Điều chàng không ngờ đã xảy ra. Văn Bình ngạc nhiên thật sự. Chàng ngạc nhiên vì trong thang có lù lù hai công an viên người Anh hồi nãy đã bắt hụt chàng. Nhận ra chàng, một trong hai người hô hoán. À, tên sát nhân đây rồi. Người thứ nhì rút súng. Đàn rằng công an viên Hồng Kông đã được tập luyện chu đáo, nhưng về cận vệ chiến họ còn thua xa nhân viên do thám chuyên nghiệp. Vì vậy Silov đã rút súng lẹ hơn. Hắn nhếch mép ra lệnh cho đàn em. Xích tay hai thằng này lại, lục túi chúng nó để lấy còng. Văn Bình mỉm cười thương hại. Hai công an viên đưa tay lên khỏi đầu, dáng điệu chậm chạp và vụng về. Silov cất võ khí vào túi. Một thuộc viên của Silov cầm súng lăm lăm, còn tên kia loay hoay khám túi quần hai công an viên. Thì cuộc phản công nổ bùng như điện xẹt. Vốn giàu kinh nghiệm mà Văn Bình cũng lầm. Chàng lầm vì cử chỉ chậm chạp và vụng về của hai công an viên người Anh chỉ là mánh lới khôn ngoan để đánh lừa đối phương quá tự tin. Sau một thoáng quan sát, hai công an viên đã biết Silov là kẻ thù đáng sợ, còn hai tên đàn em chẳng qua chỉ có thân hình vạm vỡ, dài lưng tốn vải, cho nên họ giả vờ yếu thế để chờ cơ hội phản công. Thừa dịp Silov móc thuốc lá ra hút, cả hai công an viên phản công cùng một lúc. Khẩu súng lục bị đánh bật khỏi hậu khẩu bằng một ngọn cước thật mặn. Silov bị ôm ghì ngang lưng. Phát Artemy kinh khủng tiếp theo của người công an quật một tên đàn em của Silov lăn kênh. Dầu hai công an viên có chiếm lại thượng phong, Văn Bình vẫn tiên liệu họ khó sánh được với tài ba xuất chúng của Silov. Chẳng qua vì hắn khinh địch nên tạm thời bị lép vế, nhưng sau khi ước lượng tình thế, hắn có thể đánh ngã hai công an viên dễ dàng.
Bàn tay của người công an vừa nắm về áo xì lốp thì hắn đã dậm chân dùng một thế nhu đạo cực hiểm hất đối phương bắn vào chân tường. Sau đó, xì lốp quay về phía Văn Bình, nhưng đã muộn. Lợi dụng sự lộn xộn, chàng đã nhảy ba bậc thang xuống tầng dưới. Chàng nghe xì lốp quát tháo: "Văn Bình, đứng lại, nếu không tôi bắn."